Vâng, chào bác đến với kênh Tiên Xe Đạp. Bác lại giới thiệu bác một mẫu gian đời mới nhất tại hiện thời hiện tại, mẫu gian XTC 3 năm 2020. Đây là mẫu model mới nhất tại hiện tại. Đây là một dòng sản phẩm nằm trong những top xe đạp địa hình vừa được ra mắt trong năm nay, trong năm tới đây, năm 2020, và được tín đồ thương hiệu gian rất là nổi tiếng bác nhá. Đây là một mẫu cải tiến so với những mẫu sản phẩm cũ của thương hiệu gian XTC và mới tại thị trường thời điểm trước đây. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể cho chiếc xe. Và xe XTC 3 model năm 2020 trên khung hình OS đây có tông màu xanh tím than ghi trắng, ba màu phối rất là phù hợp với cái tông màu của chú ngựa sắt của dòng siêu cấp XTC model mới nhất tại hiện tại, dòng gian vẫn giữ nguyên cái bộ khung nguyên bản của dòng model mới là bộ khung dẹp. Và lần này được chất liệu khung được nâng cấp hơn so với phiên bản cũ dòng XTC, phiên bản gian XTC 3 model năm 2020 làm từ hợp kim nhôm alu XFL. Độ cứng của dòng XTC này trở nên gia tăng thêm khá nhiều. Một dòng nhôm siêu nhẹ của Alu XFL, một dòng nhôm cao cấp nhất tại hiện tại dành cho những dòng xe thương hiệu gian. Với bộ lớp sơn còn rất là đẹp đó nhá. Em đánh giá tổng thể sơn xe là trên 90% xe. Đây là một dòng sản phẩm rất khó để tìm một đối thủ của dòng XTC gian 3 model 2020. Và lần này được xem được trang bị với bộ cô tăng đầy tiện ích của dòng gian XTC mà em đã review trong thời gian vừa qua, đó là cái bộ cô tăng của dòng gian FL, dòng cao cấp hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng những sản phẩm mới nhất hiện tại. Xe có bộ xử lý lên rất là linh hoạt của đồ trang bị rất là cao cấp, tay lắng cao su đúc chính hãng của gian. Và xe được sử dụng với công nghệ over diver. Công nghệ này dòng ra xong ra xe đẹp địa hình, thuyết phục rất nhiều khách hàng. Linh hoạt trong xử lý mọi tình huống của bộ sửa chuyển động rất là cao cấp của Shimano Deore. Bộ phanh dầu thủy lực Techo. Cổ phốt ghi đông của XTC là gian XL các nhé, rất là dòng nhôm cao cấp của thời điểm hiện tại. Và thay đổi một chút điều dòng gian nâng cấp thêm, đó là bộ cụm giảm sóc hơi rất là cao cấp, sóc hơi nữa nhé. Và xe có bộ khóa chỉ bấm chân tay. Đây là bộ đóng mở sóc chân tay, rất tiện cho các bác đi dòng địa hình đồi núi hoặc là đổ đèo hoặc đường trường, có thể đóng mở sóc rất tiện lợi. Đây đóng mở sóc trên tay ấy, rất là tiện lợi. Đây là khóa xả e sóc hơi, các bác xả e và bơm hơi dòng sóc ở đây rất là bền. Dòng sóc hơi này là dòng sóc cao cấp nhất thời điểm hiện tại so với những mẫu sóc thông thường. Đây là chỗ xả e các nhé. Bên đây phải em là trang bị với cái bộ 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Deore, rất là cao cấp. Cọc và sóc 27,5 dòng mountain bike cơ bản, sóc hơi chính hãng nguyên bản theo xe còn rất là mới. Cặp mà Mayer nguyên bản theo xe chính hãng quả gian, vành nhôm 27,5 chính hãng của gian, vành pinet mờ kim nhôm có tạp chất là rất là siêu nhẹ và rất là cứng, lốp chính hãng của gian luôn, lốp của gian
Lốp của Giang chính hãng của bản thân xe, xe còn rất là mới, anh em đánh giá trên 90% xe. Kích thước lốp là 27,5 x 2. Bề mặt lốp rất là đều ngang nhá, giúp cho xe bám sát ma sát tổng mặt đường tốt hơn. Và so với những cái mẫu dòng gian địa hình hay là tô đinh, hồng cuộc đều là một cái model cao cấp thì có cái bộ cọc yên nó vút gọn ở đây, làm cho cái bộ khung rất là thon gọn và rất là cứng cáp cho xe. Cọc yên chính hãng của Gian, cọc yên Gian, yên chính hãng của Gian, khuôn mặt theo xe cũng rất là mới. Xe có size đứng là size M. Thích hợp các bác cao từ trên 1m65 đến trên 1m7. Đùi lên trục rỗng rất là cao cấp. Đùi lên trục rỗng của xe. Gạt đĩa Shimano Delray. Xe được sử dụng với nguyên bộ và lúc chính hãng của Shimano Delray. Củ đề đeo lê Shimano chính nhắc với bản theo xe, trang bị với 10 tầng lip rất là cao cấp bác nhá. Xe trang bị dòng 10 tầng lip chính hãng của đeo lê và may hơn sóng và may hơn chính hãng của Gian, vành của Gian, vành cao cấp của Gian, lốp chính hãng với bản theo xe cũng là của Gian. Lốp đằng sau cũng là 27,5 x 2. Em đánh giá đây là một mẫu model mới nhất được cải tiến so với mẫu thông thường của tàu XTC, rất là cao cấp. Mà cái form xe rất là cứng cáp, nhưng đây là một chú ngựa sắt mà rất là đáng để mua trong năm 2020 tới nay. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip đây, xe được trang bị với 10 tầng lip rất là khủng đó nhá. Nhưng mà group DOR xích lip còn rất là mới. Xuống lip chuyển động rất là mượt mà. Phanh dầu thủy lực, cụm giảm sóc hơi. Trang bị 3 tầng đĩa, đùi trục rỗng, đặt đĩa DOR. Xuống đĩa đây. Đây là qua lại khung hành của các trang khu vực của dòng XTC đời mới năm 2020, rất là cao cấp, được trang bị với cặp giảm sóc hơi, giảm sóc hơi nữa nhá, xả e đây, quá chỉ tốt thân tay, full đồ cấu hình DOR trang bị với 10 tầng lít, một khung siêu nhẹ của dòng Alloy SL, khung siêu nhẹ nhá, khung đời mới hiện tại là một dòng xe cao cấp, được trang bị với bộ dây êm sườn chạy theo khung. Và bộ khung được chạy theo cái mô típ là khung dẹp, khung nhỏ gọn, rất là cứng cho xe. 10 tầng lip, lip và xích cũng rất là mới. Đồ lưỡi cục rỗng. Vâng, em mời nhé, tổng thể thống chất xe Gian XTC 3 năm 2020 có giá rất tốt bên em là 9,8 triệu. Và xe được trang bị với cặp giảm sóc hơi, quá nhiệt thoát thân tay, full đồ cấu hình Shimano DOR, đùi lưỡi thục rỗng, khung làm từ khung Gian Alloy SL dòng cao cấp siêu nhẹ của chính hãng Gian, và xe 9,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc kênh YouTube tìm chưa làm đăng ký kênh và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.